Đáng chú ý nhất hôm nay, lực lượng tinh nhuệ Israel tiến vào Liban đang bùng nổ giao chiến ác liệt. Liban thực sự rơi vào thời khắc nguy hiểm nhất lịch sử. Vậy, Mỹ và Liên Hợp Quốc phản ứng ra sao? Pháp cũng hành động khẩn cấp, đưa tàu sân bay trực thăng tới Trung Đông, mục đích để làm gì? Tại những điểm nóng khác, quân đội Trung Quốc tuần tra sẵn sàng chiến đấu trên Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc nêu quyết tâm thống nhất Đài Loan khi phát biểu trong dịp lễ trọng đại. Tin tức khác, 40.000 binh sĩ Đài Loan sẵn sàng ứng phó với siêu bão. Một thành phố Mỹ rơi vào khủng hoảng, khắp nơi hoang tàn, nhiều người bất lực không nói nên lời. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin Điểm Nóng BNC. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, quân đội Trung Quốc PLA đã tiến hành tuần tra sẵn sàng chiến đấu ở một số khu vực của Biển Đông từ thứ 2 đến thứ 3 ngày 1 tháng 10. Đây là hoạt động mở rộng của đợt diễn tập quân sự trên Biển Đông vào cuối tuần. Cụ thể, theo truyền thông Trung Quốc, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân Giải phóng Nhân dân PLA đã tiến hành tuần tra sẵn sàng chiến đấu nhằm cải thiện năng lực chiến đấu và duy trì hòa bình và ổn định khu vực Biển Đông. Trước đó, vào thứ Bảy 28 tháng 9, lực lượng không quân và hải quân Trung Quốc đã tiến hành các cuộc diễn tập gần bãi cạn Scarborough ngay sau khi quân đội 5 nước gồm Philippines, Mỹ, Nhật Bản, Úc và New Zealand thông báo tập trận chung tại vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Philippines. Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 200 km về phía Tây và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tuy nhiên, thực thể này do hải cảnh Trung Quốc kiểm soát chặt sau cuộc đối đầu cam go với hải quân Philippines vào năm 2012. Trong các cuộc đàm phán gần đây với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị tại New York, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nêu lên những hành động nguy hiểm và gây mất ổn định của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Blinken trước đó đã cáo buộc Bắc Kinh triển khai lực lượng hải cảnh và dân quân biển hung hăng ở vùng biển này. Phía Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc và tố ngược Mỹ gây mất ổn định khu vực. Phát biểu trước dịp Quốc khánh Trung Quốc 1 tháng 10, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tái khẳng định cam kết thống nhất Đài Loan với đại lục. Theo CNN, Bắc Kinh gần đây đang phô trương sức mạnh quân sự trước thêm ngày lễ quốc gia. Tại một sự kiện hôm 30 tháng 9, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh quyết tâm đạt được thống nhất hoàn toàn Tổ quốc. Ông khẳng định, đây là xu hướng không thể đảo ngược, là sự nghiệp chính nghĩa và là nguyện vọng chung của nhân dân. Không ai có thể ngăn cản bước tiến của lịch sử. Tân Hoa Xã đưa tin, Chủ tịch Tập đã phát biểu trước khoảng 3.000 người tham dự tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, bao gồm các quan chức, lãnh đạo đảng đã nghỉ hưu và quan chức nước ngoài. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ sáp nhập, có thể bằng biện pháp vũ lực nếu cần thiết. Đài Loan bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Nhà lãnh đạo của hòn đảo, ông Lại Thanh Đức khẳng định Đài Loan và Trung Quốc không phụ thuộc nhau. Theo CNN, phần lớn 23 triệu cư dân trên hòn đảo tự nhận họ là người Đài Loan thay vì là người Trung Quốc. Trong bài phát biểu ngày 30 tháng 9, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Đài Loan là lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc, người dân ở hai bên eo biển đều có chung huyết thống. Ông cũng kêu gọi trao đổi kinh tế và văn hóa sâu sắc hơn, cũng như thúc đẩy sự hòa hợp về mặt tinh thần của người dân hai bờ eo biển. Chúng ta phải kiên quyết phản đối các hoạt động ly khai đòi độc lập cho Đài Loan, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh. CNN cho biết Bắc Kinh cho rằng lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức là người ly khai nguy hiểm. Căng thẳng đã gia tăng kể từ sau lễ nhậm chức của ông Lại vào tháng 5 khi ông kêu gọi Trung Quốc ngừng đe dọa Đài Loan. Giới chức Đài Loan cho biết Bắc Kinh đã tăng cường các hoạt động quân sự xung quanh hòn đảo trong những tháng gần đây, bao gồm cuộc tập trận lớn vào tháng 5. Quân đội Trung Quốc cho biết nó được thiết kế để kiểm tra năng lực giành quyền kiểm soát hòn đảo khi có xung đột. Vào Chủ nhật 29 tháng 9, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết họ đã chuyển sang tình trạng báo động sau khi phát hiện nhiều đợt phóng thử tên lửa sâu trong nội địa Trung Quốc. Nó diễn ra vài ngày sau khi Bắc Kinh cho biết đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên Thái Bình Dương. Theo Reuters, Đài Loan luôn theo dõi chặt chẽ các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc, nhưng hiếm khi công bố thông tin chi tiết về những gì họ phát hiện. Một ngoại lệ là vào cuối tuần qua, cơ quan phòng vệ ở Đài Bắc cho biết từ lúc 6 giờ 50 phút sáng ngày 28 tháng 9, họ đã phát hiện nhiều đợt phóng của lực lượng tên lửa và lục quân Trung Quốc tại các tỉnh và khu tự trị Nội Mông, Cam Túc, Thanh Hải và Tân Cương. Tất cả đều nằm cách Đài Loan ít nhất 2.000 km. Đài Bắc cho biết thêm, các lực lượng phòng vệ của hòn đảo liên tục theo dõi diễn biến có liên quan và các lực lượng phòng không đã duy trì mức độ cảnh giác cao. Trước đó, cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 26 tháng 9 đã báo động về sự gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh hòn đảo, cho thấy Bắc Kinh bất ổn về chính sách. Đáp lại, quân đội Trung Quốc nói rằng các hoạt động của họ xung quanh đảo Đài Loan là hợp pháp và các cuộc tập trận của họ sẽ tiếp tục. Vào tháng 8 năm 2022, Trung Quốc đã bắn tên lửa vào vùng biển xung quanh Đài Loan trong các cuộc tập trận chiến tranh để bày tỏ sự tức giận trước chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi. Theo các nguồn tin an ninh, Đài Loan vận hành các trạm radar mạnh trên một số đỉnh núi của hòn đảo, có thể nhìn xa vào Trung Quốc.
vấn đề Đài Loan đã trở thành điểm gây tranh cãi dữ dội giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, quốc gia duy trì mối quan hệ chặt chẽ nhưng không chính thức với Đài Bắc, và bị ràng buộc theo luật phải cung cấp vũ khí cho hòn đảo này để tự vệ. Ngày 29 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã phê duyệt thêm 567 triệu đô la hỗ trợ quân sự cho Đài Loan, đánh dấu gói viện trợ lớn nhất mà Washington cung cấp cho Đài Bắc. Nhà Trắng cho biết các khoản tài trợ bao gồm thiết bị quốc phòng, dịch vụ, khóa huấn luyện và đào tạo quân sự. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối gói viện trợ kỷ lục này. Israel cho biết giao tranh dữ dội đã nổ ra với Hezbollah ở miền nam Liban vào hôm nay, 1 tháng 10, sau khi lính dù, lính biệt kích và các đơn vị thiết giáp của Israel tiến vào lãnh thổ hàng xóm, bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ. Nó diễn ra sau các cuộc không kích dữ dội của Israel để loại bỏ bộ máy lãnh đạo của Hezbollah, bao gồm thủ lĩnh Hassan Nasrallah, bị hạ sát tại Beirut vào tuần trước. Quân đội Israel cho biết các hoạt động bộ binh ở Liban bắt đầu vào đêm thứ Hai 30 tháng 9 và có sự tham gia của sư đoàn tinh nhuệ số 98 được triển khai từ Gaza đến mặt trận phía Bắc vào 2 tuần trước. Israel cho biết lực lượng không quân và pháo binh đã hỗ trợ bộ binh thực hiện các cuộc đột kích trên bộ có giới hạn và có mục tiêu chống lại Hezbollah tại các ngôi làng ở miền nam Liban. Israel tuyên bố họ cần loại bỏ mối đe dọa trực tiếp đối với các cộng đồng người Israel ở miền bắc đất nước. Quân đội Israel cho biết các cuộc đột kích trên bộ sẽ nhắm vào các thành trì của Hezbollah dọc biên giới chứ không phải là một cuộc chiến chống lại người dân Liban. Phát ngôn viên quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, Hezbollah đã biến những ngôi làng của người Liban ở biên giới trở thành các căn cứ quân sự sẵn sàng tấn công Israel. Các nguồn tin ở Liban nói với Reuters, người dân tại miền nam nước này đã tháo chạy suốt 2 ngày qua khi các cuộc không kích của Israel trở nên dữ dội hơn. Thủ tướng lâm thời Najib Mikati ngày 1 tháng 10 cho biết, Liban đang tìm kiếm tại Liên Hợp Quốc một khoản tài trợ hơn 400 triệu đô la Mỹ để đối phó với tình hình thù địch đang gia tăng. Hai nguồn tin an ninh ở Liban nói với Reuters, các đơn vị của Israel đã vượt biên trong đêm 30 tháng 9 để tiến hành các hoạt động trinh sát và thăm dò. Nguồn tin này cũng cho biết thêm, quân đội Liban đã rút lui khỏi các vị trí dọc biên giới. Ngày 1 tháng 10, Hezbollah cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh vào quân đội Israel tại các vị trí bên trong Israel. Nhưng nhóm vũ trang đã không đề cập đến lực lượng Israel bên trong lãnh thổ Liban. Quân đội Israel đưa ra cảnh báo người dân không được di chuyển từ khu vực phía bắc sông Litani ở Liban đến phía nam dòng sông. Israel từng tuyên bố muốn quét sạch Hezbollah khỏi phía nam dòng sông. Israel nói họ cần tấn công vào Liban để loại bỏ mối đe dọa từ tên lửa của Hezbollah, cho phép hàng nghìn công dân Israel được trở về nhà của họ ở miền bắc đất nước tại khu vực nằm trong tầm bắn của Hezbollah. Tuy nhiên, các cuộc không kích gần đây của Israel đã khiến 1 triệu người Liban phải rời bỏ nhà cửa và khiến hơn 1.100 người tử vong, chính quyền Liban cho biết. Một cuộc chiến bộ binh đang rình rập làm dấy lên nỗi sợ hãi và tức giận ở khắp Liban. Cư dân địa phương ở thị trấn biên giới Aita Ansab của Liban nói với Reuters, khu vực này đã chứng kiến pháo kích dữ dội. Họ cũng nghe thấy tiếng trực thăng và UAV vũ trang làm náo động bầu trời. Pháo sáng liên tục được bắn ra phía trên thị trấn biên giới Remis của Liban, thắp sáng bầu trời đêm. Một người tên là Abu Ala, sinh sống tại thành phố cảng Sidon ở phía nam Liban, khẳng định rằng lần này không chỉ Hezbollah mà toàn bộ Liban sẽ chiến đấu. Toàn bộ Liban quyết tâm chiến đấu với Israel vì những vụ thảm sát mà nước này đã gây ra ở Gaza và Liban. Liban đang phải đối mặt với một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử đất nước. Thủ tướng lâm thời Najib Mikati cho biết, trong một cuộc họp với các tổ chức của Liên Hợp Quốc vào sáng 1 tháng 10, Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 95 người đã thiệt mạng và 172 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào các khu vực phía nam của Liban, cũng như ở thung lũng Beka phía đông và thủ đô Beirut trong 24 giờ qua. Chính phủ Liban cho biết cuộc xung đột có thể đã khiến tới 1 triệu người phải di rời, mặc dù ước tính của Liên Hợp Quốc là khoảng 200.000 người. CNBC đưa tin lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban nói là đã được lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo về ý định thực hiện các cuộc xâm nhập trên bộ có giới hạn tại Liban. Lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban cho biết họ vẫn giữ nguyên vị trí bất chấp diễn biến nguy hiểm và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế mọi hành động leo thang. Lực lượng gìn giữ hòa bình nhấn mạnh người dân phải được bảo vệ, cơ sở hạ tầng dân sự không thể bị nhắm mục tiêu và luật pháp quốc tế phải được tôn trọng. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã kêu gọi ngừng bắn ngay bây giờ, nhưng các quan chức Hoa Kỳ dường như đã bày tỏ ủng hộ đối với một hoạt động quân sự hạn chế của Israel tại Liban, theo CNBC. Trong một diễn biến mới, người phát ngôn của quân đội Israel Avichai Andrai đã kêu gọi cư dân của 25 thị trấn và làng mạc ở miền nam Liban nên sơ tán khẩn cấp sau khi quân đội Israel bắt đầu hoạt động trên bộ. Phát ngôn viên kêu gọi, mọi người phải ngay lập tức đi về phía bắc sông Awali, hãy tự bảo vệ mạng sống của chính mình và sơ tán ngay lập tức.
Phát ngôn viên quân đội Pháp ngày 1 tháng 10 cho biết một tàu sân bay trực thăng của họ sẽ đi tới phía đông Địa Trung Hải trong 5 đến 6 ngày tới và chuẩn bị sẵn sàng để sơ tán công dân nước ngoài ra khỏi Liban khi cần thiết. Cụ thể, quân đội Pháp đã điều tàu sân bay trực thăng Dismius từ cảng hải quân Toulon đến khu vực Trung Đông vào thứ Hai, ước tính có khoảng 20.000 công dân Pháp tại Liban. Reuters cho hay các quốc gia phương Tây đã và đang cân nhắc những lựa chọn về cách đưa công dân ra khỏi Liban một cách an toàn nếu một cuộc chiến tranh toàn diện bùng nổ. Đảo Sip và Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành điểm trung chuyển trong nỗ lực sơ tán và cung cấp nơi ẩn náu cho hàng chục nghìn người. Chuyển sang tin tức khác, Hàn Quốc tổ chức một cuộc diễu binh quân sự tại Seoul vào thứ Ba ngày 1 tháng 10. Theo kế hoạch, lần đầu tiên máy bay ném bom siêu thanh B-1B của Hoa Kỳ có thể sẽ tham gia cuộc duyệt binh này, bất chấp Bình Nhưỡng lên án gay gắt việc Washington triển khai các tài sản quân sự đến bán đảo Triều Tiên. Cuộc diễu hành tiến hành để kỷ niệm ngày lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Quân đội triển khai nhiều máy bay chiến đấu, tên lửa và hơn 5.000 quân nhân. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã khôi phục hoạt động diễu hành vào năm ngoái. Và các quan chức quân sự cho biết, một trong những mục đích của cuộc diễu hành là thể hiện sức mạnh quân sự của Hàn Quốc như một biện pháp răn đe đối với Triều Tiên. Vài giờ trước buổi lễ, ông Kim Kang-in, Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên, đã chỉ trích kế hoạch diễu hành của B-1B. Ông cũng cáo buộc Washington thực hiện một trò bịp quân sự liều lĩnh khi gần đây Hoa Kỳ đã đưa một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến Hàn Quốc. Thứ trưởng Kim cảnh báo về các biện pháp trả đũa của Triều Tiên, nói rằng chúng tôi có thể xem xét các kế hoạch hành động mới như vậy vào bất cứ lúc nào. Ông cũng cho biết Triều Tiên sẽ tiếp tục cải thiện khả năng răn đe mạnh mẽ. Tại Hàn Quốc, khi phát biểu trước cuộc diễu hành quân sự, Tổng thống Yoon đã cảnh báo Bình Nhưỡng không được sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông nói, nếu Triều Tiên cố gắng sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng kiên quyết áp đảo từ quân đội của chúng tôi và Liên minh Hoa Kỳ. Ngay đó sẽ chứng kiến sự suy tàn của chế độ Triều Tiên, ông Yoon tuyên bố. Đài Loan ngày 1 tháng 10 đã huy động gần 40.000 binh sĩ sẵn sàng cho các nỗ lực cứu hộ khi cơn bão mạnh Kratom tiến tới bờ biển phía tây nam Đài Loan, một khu vực đông dân của hòn đảo. Khi bão tiến gần, các máy bay trực thăng đã được đưa đến nơi an toàn. 19 thủy thủ buộc phải rời khỏi tàu do bị nước tràn vào. Một số chuyến bay đã bị hủy, một tuyến đường sắt đã bị đóng cửa. Tại thành phố cảng Cao Hùng, các cửa hàng và nhà hàng cũng đóng cửa, đường phố hầu như vắng tanh. Đài Loan thường xuyên bị bão tấn công, nhưng bão thường đổ bộ dọc bờ biển phía đông, nhiều núi và có dân cư thưa thớt, hướng ra Thái Bình Dương. Ngược lại, lần này, cơn bão mạnh đang đổ bộ vào vùng đồng bằng phía tây, có địa hình bằng phẳng của hòn đảo. Bão Kratom dự kiến sẽ đổ bộ vào Cao Hùng vào đầu giờ chiều thứ Tư, 2 tháng 10, sau đó di chuyển qua trung tâm Đài Loan theo hướng đông bắc và băng qua biển Hoa Đông. Cơ quan khí tượng CWA của Đài Loan cho biết, Cao Hùng, nơi sinh sống của khoảng 2,7 triệu người, đã ban bố một ngày nghỉ để phòng tránh bão. Giới chức yêu cầu mọi người ở nhà khi siêu bão Kratom đang đến gần. Theo Reuters, một nhà dự báo thời tiết ở Đài Loan cho biết, cơn bão đã đạt cường độ tối đa và có thể yếu đi một chút khi tiến gần đến Đài Loan. Dù vậy, sẽ có gió giật lên tới 150 km/h ở phía tây nam. Cơn bão có thể đem tới mưa lớn và các khu vực ven biển sẽ bị ngập lụt, chuyên gia cảnh báo. Thị trưởng Cao Hùng Trần Chí Mai cho biết, sức mạnh và đường đi của bão rất giống với cơn bão Thema năm 1977 đã khiến 37 người thiệt mạng và tàn phá thành phố cảng này. Sau cơn bão, toàn bộ Cao Hùng không có nước và điện, giống như một cuộc chiến. Thị trưởng Trần nói thêm, nhớ lại sự tàn phá của cơn bão cách đây hàng thập kỷ. Ông kêu gọi mọi người hạn chế ra ngoài, càng cố gắng ở nhà thì càng tốt. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, 38.000 binh sĩ đang ở trong tình trạng trực chiến, sẵn sàng cứu hộ và ứng phó thiên tai. TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp chính cho Apple và Nvidia cho biết, tập đoàn đã kích hoạt các biện pháp chuẩn bị ứng phó với bão. Dù có nhà máy ở Đài Nam, TSMC không nghĩ rằng cơn bão sẽ gây tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh. Một cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại thành phố Asheville, bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ do nhiều nơi bị ngập lụt nghiêm trọng sau bão. CBS News đưa tin, giới chức cam kết sẽ cung cấp thêm nước, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho các khu vực bị ngập lụt. Nhiều nơi không có điện và bị gián đoạn dịch vụ di động sau khi cơn bão Helene can quét đông nam Hoa Kỳ. Theo CBS, tính đến đêm thứ Hai, đã có 131 người tử vong do cơn bão trên 6 tiểu bang của Hoa Kỳ. Tại hạt Buncombe, bao gồm ở thành phố Asheville, đã có 40 người tử vong. Cảnh sát trưởng hạt Buncombe, ông Quentin Miller cho biết trong một cuộc họp báo, sự tàn phá thật kinh hoàng, không có từ nào mô tả được cảm giác lúc này của tôi. Một số nơi trú ẩn đã quá tải, nước uống trở nên khan hiếm. Và thông tin sai lệch bị lan truyền đã gây thêm khó khăn cho công tác khắc phục thiên tai. Một quan chức cho biết, lời bịa đặt về một con đập có nguy cơ vỡ đã khiến hàng trăm người phải sơ tán không cần thiết. Cảnh sát Miller kêu gọi, xin đừng cung cấp thông tin sai lệch cho nhân viên cảnh sát vì điều này đang làm chậm trễ phản ứng cứu hộ của chúng tôi. Thống đốc Roy Cooper dự đoán số người thiệt mạng sẽ tăng lên khi lực lượng cứu hộ đang tiếp cận các khu vực bị cô lập do đường xá bị sập và bị lũ lụt bao phủ trên diện rộng. Đây là thảm kịch chưa từng có, đòi hỏi phản ứng chưa từng có, ông Cooper phát biểu hôm Chủ nhật.
Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Hãy bấm đăng ký kênh BNC Now để liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cùng hàng loạt điểm nóng khác. Xin chào và hẹn gặp lại!